những video của Vuông. Hôm nay thì nói chung là hiện tại ở tỉnh Ninh Thuận của mình là mưa gió sấm chớp cực kỳ rất là ghê luôn á mọi người. À, cực kỳ ghê luôn á mọi người. Đây, mình cho mọi người xem nha. Hôm nay là gió cực kỳ ghê luôn này mọi người, y như bão luôn. Wow, kinh khủng luôn mà mọi người, đúng không? Y như bão tới luôn mọi người. Đó, đây này mọi người, gió cực kỳ y như bão luôn nha mọi người nha. Hiện tại giờ là Ninh Thuận của mình này, đây là chú Bảy và những ông anh, đây là ba mình, mẹ mình nha mọi người nha, và bà con. Đây là con gió này mọi người, đây này mình đóng cửa mà gió giật này mọi người. Đóng cái chốt của dưới không bạn? Không, đóng chốt dưới đó, đóng chốt dưới đó. Đây là mẹ mình mẹ vào đá này mọi người. Đây này mọi người, nói chung mà cái vàng táo ở tỉnh Ninh Thuận mình này, nói chung mà sau một cơn mưa và một cơn gió thì nó đánh sấp luôn cái này là gọi là cái lợp đúng không Bảy? À, đánh sấp vàng đó, vàng wow, đánh sấp luôn nha mọi người nha. Đó, để lợp lại khỏi rồi rồi vàng nó bung lên đó mọi người. Đây là bếp Bảy của mình này. Cái một cái cơn mưa này là gọi là cơn mưa dông, nhưng mà mưa con là cơn mưa hạ có trung hành nè. Mà nó xí toạt hết cả cái vàng lưới của nông dân đang là thu hoạch táo đó. Nếu như thế này thì khả năng là ruồi vàng chỉ tấn công là những quả táo nó chỉ bị hư hết hư hại. Thành ra là cộng đồng mạng thấy chưa, gia đình mình thấy đó, ghê gớm không? Chỉ đây, có 10 phút đồng hồ thôi đó mà giữ vàng vậy đó. Mà không phải không những là một vàng này đâu, rất là nhiều vàng ở Ninh Thuận mình á.
Rồi. Ở trong chính giữa luôn à. Nói chung ông trời gió bão như vậy thì dân ở tỉnh Ninh Thuận thì sẽ mất chi phí hết một mớ. Cái này là mình phải mua mới, phải lợp lại á mọi người. Phải lợp lại từ đầu luôn á mọi người. Bây giờ là nãy ông bác của mình nói á, cái cơn mưa này á là gọi là cơn mưa hạ. Mưa hạ là mưa hè đúng không bảy? Đúng. Dạ. Yeah. Thì nói chung là này là quá. Một năm có một lần hay là sao bảy? Cơn mưa hạ thì nói chung là để trận nóng thì phải xin mưa thôi. À. Để có nhiệt cao thì nó phải đổ mưa thôi. Mà đợt cơn mưa này dữ quá, dông quá. Dạ. Yeah. Rách lưới của bà con hết trơn rồi. Dạ. Tạo nghiệp nông dân. Dạ. Thì nói chung ở tỉnh Ninh Thuận của mình là một cái cơn mưa nó cực kỳ lớn, gió cũng vậy, gió cũng cực kỳ lớn luôn mọi người. Đó, thì bây giờ mình xin tạm dừng video nha mọi người nha. Mọi người hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha, để mạnh mẽ để biết được cái tỉnh Ninh Thuận của mình mưa như thế nào nha mọi người nha. Xin bye bye mọi người.